được cho là một con vật linh thiêng ngay tại Ấn Độ. Chiếm trệ đứng ở giữa đường như thế này, không ai dám bất kỳ con bò hết nha cô bác quý chị. Nếu như mà đụng vô con bò này là sẽ gặp rắc rối ngay, thậm chí là họ không dám xua đuổi luôn. Đáy trước cửa của quán luôn rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại Bihar, một cái tỉnh của đất nước Ấn Độ ha. Và bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ mời cô bác quý anh chị cùng trải nghiệm 15 phút ngay tại đường phố ở Ấn Độ, một cái đất nước tỷ dân là sẽ như thế nào ha. Đường phố ở Ấn Độ thì Bùi Hồ phải nói là tình hình mà ô nhiễm môi trường cực kỳ nặng luôn, ô nhiễm về không khí á cô bác anh chị, khói bụi thì tấp nập, và đặc biệt là những cái tiếng còi xe á bóp làm cho Bùi Hồ ngồi ở đây một tí xíu mà có cảm giác là chói tai luôn á, cực kỳ. Và đây là một cái chiếc xe bán đậu ngay tại Ấn Độ nè. Đa số những người dân Ấn Độ á, những người mà buôn bán là những người đàn ông thôi, những người chồng, những người cha, còn vợ thì giờ chỉ việc là ở nhà. Nhìn cái quả cân người cô bác anh chị. Thấy cái quả cân thôi đó, phải nói là cực kỳ xưa luôn ha. Đây là đậu gan, bên đây là một phần đậu sống, bên kia là người ta sẽ gan sẵn ha. Xe túc túc là một cái phương tiện khá là phổ biến ngay tại đây. Chỉ 15 phút thôi thì cô bác với anh chị sẽ thấy rõ ở cái đường phố ở Ấn Độ như thế nào. Người buôn bán đa số là phần đông là tất cả đàn ông, cực kỳ hiếm mới chúng ta mới thấy được một người phụ nữ. Những người phụ nữ là chỉ ở nhà thôi. Đây ngựa. Bên đây là một cái tiệm hớt tóc vỉa hè. Hơn 90% người dân Ấn Độ là theo đạo Hindu giáo thôi cô bác quý vị. Đứa bé này đang lấy nước. Đây là một cái con cống ngay tại Ấn Độ nè, cực kỳ ô nhiễm đúng không? Một cái tiệm hớt tóc nhỏ. Đây là những thanh niên Ấn Độ. Ở Ấn Độ thì nạn thất nghiệp thì cũng cực kỳ cao. Chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những thanh niên đi thảnh thơ trên đường như thế này. Phần lớn họ là làm tối thiểu và ăn tối thiểu. Họ làm ít và ăn ít. Thời gian phần lớn họ để cảm nhận khi ngồi đứng ngoài đường ngắm xe chạy, hoặc là ngắm trăng, ngắm mây gì thôi. Okay. 15 phút để cho cô bác quý vị cảm nhận rõ một cái không khí xô bồ ngay tại đất nước tỷ dân này ha. Đây là một đứa bé đạo Hindu. Hindu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
जल्दी बहन चोरवा निकलियो जाए तो दो दिन के एक दिन हो जाए। Ok, nhiệt độ ở Ấn bây giờ là khoảng 43-44 độ C. Có nghĩa là nhiệt độ thì cực kỳ nóng, nên phần lớn là người dân Ấn Độ rất là đen. Vào mùa hè thì rất là ít khách du lịch là người Việt Nam đi sang Ấn Độ để mà du lịch, vì đây là những cái thời điểm rất là nóng, cực kỳ nóng luôn cô bác quý anh chị. Nắng nung người luôn á. Những cái chiếc xe máy cày nó chạy. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị là hình ảnh hai con bò đang đứng giữa đường, và người ta sẽ nhường đường cho con bò. Các xe cộ đi gặp con bò thì phải né ra. Bò là con vật ưu tiên ở trên đường vào thời điểm này. Và cô bác quý anh chị thấy không? Bây giờ sẽ lại gần một tí xíu quay cho cô bác quý anh chị thấy ha. Nó muốn đi thì nó đi, không được bóp kèn đó ha. Mặc dù những cái phương tiện khác á thì sẽ bóp kèn, tuy nhiên hai con bò hơn nó chiếm trệ đứng ở giữa đường như thế này, không ai dám bóp kèn con bò hết nha cô bác quý anh chị. Nếu như mà đụng vô con bò này là sẽ gặp rắc rối ngay, thậm chí là họ không xăm dám xua đuổi luôn. Bò được cho là một con vật linh thiêng ngay tại Ấn Độ, và người Ấn họ cho rằng, trong đạo Hindu họ cho rằng con bò là con vật cưỡi của thần Shiva, nên con bò nó muốn đi đâu thì nó đi. Thậm chí là phân bò khi mà nó ị ở ngoài đường á, là phân bò người ta sẽ không có hốt, mà người ta sẽ để như vậy luôn. Mặc dù là cái anh lao công á quét những cái phần rác từ việc người ta ăn vặt như thế này, nhưng mà đối với phân bò thì người ta sẽ để nguyên ở trên đường. Đó, 15 phút Ấn Độ để cho cô bác quý anh chị cảm nhận rõ ha. Chúng ta còn nhớ hồi đợt dịch năm 2009 thì người dân Ấn Độ họ tôn sùng con bò đến nỗi khi mà con bò, nước tiểu của phân bò hoặc là nước tiểu của bò hoặc là phân bò thì người ta sử dụng làm một cái thuốc trị bệnh. Và bên đây là một cửa hàng thức ăn nhanh tại Ấn Độ nè. Hello. Hai mặt đấy. पूरा ले लीजिए, ठीक रहेगा, बढ़िया से। Một cái quán ăn đường phố rất là đông khách luôn. Đây là các vị khách họ đang ngồi thưởng thức một cái món ăn vặt vào buổi trưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất là bụi, rất là ồn. Đây là một cái chú bò đang chuyển chạy đi ngoài đường như thế này. Đái trước cửa cái quán luôn rồi. Con bò hạt thật là hư đốn. Nhưng mà đối với người dân Ấn Độ thì cho rằng đó là một cái điều may mắn của cô bác của anh chị. Nó đứng nó đá nhưng mà người ta không có xua đuổi nó nha. Con bò đái trước quán. Đây là những người phụ nữ Ấn Độ, trang phục của họ thì lúc nào cũng mặc để hở cái phần bụng ra, vì họ cho rằng cái phần bụng là cái phần đẹp nhất trong cơ thể của họ. Mặc dù một phần còn lại của thế giới thì họ sẽ chú trọng vòng 1, vòng eo và vòng 3. Tuy nhiên đối với người phụ nữ Ấn Độ thì họ lại thích khoe cái phần bụng hơn. Đây là một cái tiệm trà sữa ở trên. Mình đi gobi. Thêm tiền. Thêm tiền. Ok. Tao uống một ly đi. Đây là một cái ly bằng đất sét nung. Ok. Đây là họ thối lại 10 ruby. Này là tương ứng với lại khoảng 2.800 Việt Nam đồng. Ủa nóng quá. Thôi mình sẽ uống thử một miếng nha mọi người. Coi coi giống trà sữa của Việt Nam hay không. Thử luôn hả? 10 ruby chị. À, cũng ngon lắm, uống thử đi. Yeah. Không. Trà sữa. Ngon ngon. Chị uống thử. Hãy thử chụp cái tấm hình đi. Em để quên điện thoại đâu giờ không nhớ luôn. Đây em chụp cho. Ngon. Ngọt. Uống trà sữa không? Có một điều cũng được, đó là uống xong thì mình sẽ bỏ cái ly ở dưới này luôn. Và đây là cái sạp của người đàn ông Ấn Độ, họ ngồi buôn bán cốm dẹp nè. Chắc có lẽ là cô bác của chị sẽ khá là lạ lùng, nhưng mà tại sao là ở Ấn thì đa số người đàn ông ra kinh doanh, còn phụ nữ thì chỉ ở nhà thôi. Chỉ 15 phút thôi thì cô bác anh chị sẽ cảm nhận độ ồn ào ở đất nước tỷ dân, cảm nhận được tầm quan trọng của con bò trong cuộc sống tín ngưỡng của người Ấn Độ, cảm nhận được ẩm thực đường phố ngay tại nơi này, và cảm nhận được một cái không khí cực kỳ náo nhiệt và không kém phần xô bồ. Người phụ nữ mà che mặt như thế này là cô này là đầu đạo Hồi, cô bác anh chị. Mốt kèn in nổi. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc video clip tại đây. Rất mong video clip này sẽ cho cô bác quý anh chị trải nghiệm một phần nào đó về ẩm thực đường phố ở Ấn Độ, cũng như là nét văn hóa đặc biệt ngay tại nơi này.